Xin chào các bạn, mình là Vĩnh, là chỉ huy trưởng của công trình này. Thì hiện tại là công trình mình đang trong giai đoạn là xây tô hoàn thiện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tường sau khi tô. Thì đối với kiểm tra thì mình sẽ kiểm tra hai loại, đó là kiểm tra độ phẳng của tường và kiểm tra các góc cạnh cũng như là cạnh cửa sổ xem có ke hay không. Thì tiếp đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra độ phẳng của tường bằng thước vuông 2m. Thì đầu tiên mình sẽ chặt thước vuông tường di chuyển, sau đó sẽ kiểm tra từ trên xuống dưới. Thì đối với công ty mình thì sẽ cho khoảng hở tối đa là 3 ly. Hiện tại các bạn có thể thấy là tường này không có kẽ hở, là đạt nha các bạn. Tiếp đến mình sẽ kiểm tra thêm cái là độ phẳng của cái cạnh cửa. Rồi mình sẽ kéo cái cạnh giữa xong so sánh cạnh trên. Đó. Như vậy là đạt được nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái cạnh cửa xem có đạt cái độ kem nhé. Thì mình giải thích thêm là tại sao mình kiểm tra cái này, là mình muốn kiểm tra cho chính xác để kho để khi thi công thì những độ như cửa vô lắm sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi vì bên mình là cửa sẽ báo số liệu về trong lúc mà quá trình mà thợ đã xây tô. Thì đây mình có cái thước ke để kiểm tra cái độ vuông góc của các cạnh cửa. Đây thì các bạn có thể thấy đây là một góc khá là tương đối đạt yêu cầu nha các bạn.